Xin chào mọi người, mình là Dũng, mình đến từ thiết bị thẩm mỹ Trường Kiến. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video để mình có thể là hướng dẫn cho mọi người những cái cơ bản, kỹ thuật cơ bản thôi. Và sử dụng cái laser mini làm sao để cho đạt cho cái hiệu quả và đặc biệt là không tổn thương nhiều. Như nhiều chị chưa biết cách sử dụng thì cái hiệu quả mình nó đạt nó không có cao và nó rất dễ là nó bị tổn hại về máy của mình. Thì đây, trước mặt của mình là chiếc laser mini IAG 2023. Cái bản này là cái bản 500W này, bản rất là mạnh. Đó, thì đây mình giới thiệu qua là cái nút tắt nguồn khẩn cấp. Mọi người khi mà máy đang dùng mà có vấn đề gì mọi người nhấn vào thì nó sẽ cúp máy như vậy luôn. Và khi muốn mở ra thì mọi người nhấn theo cái kiểu kim đồng hồ này. Mở ra ha. Tiếp theo là mình sau khi mà bơm nước nhá, máy của mình đã có sẵn nước rồi. Mỗi 1 tháng mọi người thay nước một lần. Và dùng là dùng nước sạch, không dùng nước máy. Bởi vì khi mà nước máy thì nó sẽ theo cái ống này nó bám cặn vào đây, bám vào cái bóng của mình thì bóng của mình nó sẽ phát yếu, lâu ngày nó sẽ phát yếu, thậm chí là lỗi bóng. Đấy, mọi người nên là thay nước sạch vào 1 tháng một lần. Đấy. Tiếp theo thì đây là cái đầu bắn mình gắn vào. Đầu bắn mình gắn vào thì tùy vào cái nhu cầu mục đích sử dụng mà mọi người gắn cái thấu kính nào. Ở đây là một thấu kính 640 dùng cho xóa những hình xăm chân mày hoặc hình xăm body có những cái màu như là đen và xanh đen, những màu tối. Ở bên này nữa sẽ có một cái đầu là 532, đầu màu xanh như này. Đấy, thì sẽ dùng để xóa những hình xăm sáng màu, ví dụ như là xanh, đỏ, tím, vàng. Đấy, mặc dù những cái màu này có thể là khó xóa hơn những cái màu tối kia nhưng mà vẫn có thể xử lý được một phần nào. Tiếp theo là sang cái đầu màu đen này. Đầu màu đen này là đầu thấu kính 755. Nó sẽ kết hợp với cái than carbon, than tre carbon này để dùng để bắn trắng sáng da, trẻ hóa làn da cho mọi người nhé. Thì về đầu tiên về cái cơ bản này mọi người nên là đeo bắt buộc thôi là đeo kính này cho khách trước. Và trong quá trình mình sử dụng mình sẽ đeo cái kính này dành cho bản thân của mình, bắt buộc phải đeo để giữ cho cái độ an toàn cho cái mắt nhé. Thì sau đây mình sẽ vào mình hướng dẫn mọi người sử dụng này. Đây là chìa khóa vặn mở máy này. Ở các phiên bản máy khác thì mình không biết nhưng mà máy này thì mình sẽ hướng dẫn trên cái giao diện này nhé. Mình nhấn Enter này, trong này nó sẽ có tổng cộng là 5 ô. Đầu tiên là cái Remove Eyebrow, đây là cái dùng để xóa chân mày. Remove Tattoo, xóa hình xăm body. Wrinkle là xóa nám và tàn nhang. Remove Birthmark là xóa những cái vết bớt, những cái sắc tố bẩm sinh. Và Black Dawn có nghĩa là sẽ dùng kết hợp với cái than này và cái đầu này dùng để trẻ hóa nhé, trắng sáng da. Đây mình sẽ vào Remove Tattoo. Đấy. Trong cái giao diện này rất là dễ dùng, mọi người chỉ cần tăng và giảm cái năng lượng này thôi. Tiếp theo là cái tốc độ bắn, tùy theo cái độ quen tay và cái vùng bắn mà mình tăng là nhanh hay chậm. Ví dụ mọi người xóa mí và xóa mày ấy, những cái vùng mà gần mắt ấy, mình cần cái độ chính xác cao thì mọi người nên cho thấp thôi. Xóa đây là 1P trên S, có nghĩa là xóa 1 nốt trên 1 giây, 1 giây nó chỉ phát ra được 1 nốt thôi, hoặc là 1 giây phát ra 2 nốt. Đó, còn nếu mà xóa những hình xăm trên body á thì mình sẽ phải xóa nhanh để mình tiết kiệm thời gian, thì mình sẽ có thể tăng lên đây 1 giây xóa được 6 nốt. Đó. Ở đây mình xin test ở mức độ 3. Tiếp theo là cái năng lượng này thông thường mình sẽ để những người mới bắn á, những cái chị mà mới bắn á, nên là để ở 1-2 cái mức đầu, có thể là 80 hoặc là 120 cho mình. Mình quan sát cái nốt xóa của mình, 1-2 nốt đầu xóa, nếu mà nó yếu quá mọi người tăng dần lên, chứ không nên là vào phát là để cao liền. Bởi vì để cao liền thì cái hiệu quả nó cao thật nhưng mà có thể là nó tổn thương nhiều và cần cái thời gian phục hồi nhiều. Đấy, mình ở đây mình sẽ test cho mọi người ở cái mức 400. Đó, sau đó mình nhấn ready, chỉ gắn hai cái này thôi. Ở đây là cái bộ đếm xung. Bộ là mình bắn được bao nhiêu shot nó sẽ đếm ở đây. Mình sẽ nhấn ready. Đấy, ready thì ở đây mình sẽ kết hợp bắn với cái bàn nạp này. Mọi người có thể hai kiểu, là một là mình sẽ nhấp cái bàn đạp nó bắn từng nốt, hai là khi mà mình quen tay rồi thì mình giữ cái bàn đạp luôn. Đấy, mình chỉ cần di chuyển cái tay mình thôi, quan trọng nhất là cái tay của mình di chuyển được thì cái chuyện mà giữ bàn đạp hay không giữ bàn đạp nó không quan trọng. Đó, đây mọi người, tiện đây thì mình cho mình là xin review về chiếc máy này một tí. Mọi người thấy này, mặc dù là chiếc máy mini nhưng mọi người để ý quan sát cái nốt cho mình nhé, 10 nốt như một luôn. Thì cái máy này đảm bảo là cái bóng cực kỳ tốt, công suất cực kỳ là cao. Và cái nốt như này thì mọi người đánh giá luôn cho mình một chiếc là cái máy laser mini, là cái dòng này là dòng chuẩn luôn.
thì còn trên thị trường có rất nhiều dòng nó giống như này, nhưng mà công suất nó chỉ được tầm khoảng 350W thôi, và cái bóng của nó không được tốt, nên bắn khi bắn cái nốt của mình nó chỉ là, thứ nhất là vỡ nốt, cái thứ hai nó rất là nhỏ. Đấy, thì ưu điểm của cái máy này ấy, là thứ nhất là bền, cái độ ổn định cao và bắn hiệu quả cực kỳ là cao. Thì ở đây mình giới thiệu thêm một cái kỹ thuật nữa, là khi mà mọi người bắn như này mọi người để gần da nhé, ở đây là cái bề mặt da của mình đi, thì nếu mà mình để gần da này thì cái nốt của mình nó sẽ to, nốt xóa của mình sẽ to, nhưng ngược lại thì nó sẽ là xóa nó vào nông da, vào cái vào ít da. Còn khi mà mọi người tăng cái khoảng cách này lên nhé, cái nốt của mình nó sẽ bé đi, và đặc biệt là nó sẽ vào sâu da. Thì mình sẽ xem cái hình xăm của mình là hình xăm mới, hình xăm cũ, hoặc là xăm nó có sâu hay không mà mình điều chỉnh cái khoảng cách này nhé. Không nên là để cao quá, bởi vì khi mà để cao quá nó sẽ gây ra những cái tổn thương nhiều, và đặc biệt là cái tình trạng mà mọi người hay gặp ấy, là nó bị rớm máu nhiều á, thì đó tổn thương cực kỳ là nhiều. Thì mọi người nên xóa, ví dụ như xóa ở những cái khoảng cách nhẹ nhẹ như này. Nếu mình cảm thấy mà cái nốt của mình nó chưa được như mình mong ý, thì mình mong muốn, thì mình có thể là mình tăng dần lên, tăng ở một cái mức nào nó vừa phải, không nên là cao quá trong những trường hợp nó đặc biệt thôi. Đấy, thì cái đó là một vài cái lưu ý khi mà mọi người sử dụng cái máy laser để mình có thể là xóa hình xăm body hay là lông chân mày thì đều như vậy hết. Thì qua đó là cái hướng dẫn của mình về cơ bản về máy laser. Thì anh chị nào có nhu cầu muốn mua chiếc máy laser này hoặc là nhiều dòng laser khác thì có thể inbox cho mình qua Zalo là 0865 416 443, hoặc có thể inbox qua Facebook cho mình là Thiết bị Thẩm mỹ Trực Tiến. Xin chào mọi người.